Cũng mười sáu. Ủa cái này đằng trước hả? Cái này văn phòng hả? Đẹp không Bi? Cái đẹp không? Đẹp hơi xấu. Đẹp. Hả? Xe của ai à? Hả? Cái này công ty của ai à? Công ty của ai chứ? Công ty của người ta. Ở cái xoài chưa có trái nè. Cái này cái thông hay cái gì ta? Có mũ nè. Wow. Thôi thôi thôi, đứng đó, không có đi theo đây. Wow. Cái này là xà lan hay gì? Xà lan các bạn, rất là bự ha. Bự chà bá luôn. Xà lan là cái tàu bự á. Không.
Xà lan là cái tàu bự. Này đo mực nước nè các bạn, đo mực nước. Wow, rất là bụi, rất là dơ. Phía kia có mấy người, người ta đang bắt cá các bạn đó, đi bắt cá đó. Ok, xin chào các bạn. Chào các bạn.